Vâng, đây là hành trình đi nhận bằng bác sĩ ở tuổi 31 nè. Đang ngồi xe trung chuyển nè. Đó, lên xe giường nằm nè. Ngồi xe giường nằm, nằm xe giường nằm đâu có tầm hơn tiếng rồi tới à. Tới Đại học Y Dược Cần Thơ nha. Thì nhà mình tới Đại học Y Dược thì cũng khoảng hơn 100 cây, khá là gần. Đó, bây giờ phải xuống xe nè. Phút này em là căng thẳng nè, gai gắt nè. Đó, bắt đầu mình đi nha. Đi ra ngoài xong đi vô đây có chút xíu mà lạc tùm lum hết nè. Đợi quá trời đợi, chờ quá trời chờ, lâu quá trời lâu. Mà hôm nay trời cực kỳ nắng luôn nha. Cái này là mình đi lên chúc mừng đứa cháu mình nó nhận bằng, nhưng mình có bằng biết nha. Mình là nông dân nha, nông dân mà không có bằng gì luôn á. Quá là bèo bọt à. Đó, có vẻ lạc, lạc nhau. Lạc nhau giữa chốn đông người. Đó, xong bây giờ nó gọi điện nó chỉ nha, chỉ đường mà đi cũng không thấy tới đâu luôn. Hôm nay là ngày tốt nghiệp, chắc đợt này tốt nghiệp đông quá trời, bán hoa, bán bông các kiểu này. Nên thả chụp hình khá là đông luôn nha mọi người. Đó, bây giờ đi kiếm nhau, đang tìm nhau nè. Đó, được chí nhau nè. Đó. Sau khi đông, này là 7749 lần tìm chờ đợi các kiểu cũng không gặp. Đó, dẫn theo các cô công chúa nữa nè. Đó, bây giờ là thấy rồi đó. Thấy bên kia đường á, bây giờ đợi qua đường nè. Cuối cùng tìm thấy mọi người. Sau khi mà tìm thấy thì 1, 2, 3 cười đó. Phải bắt mặt mình, ok. Đã gặp được nhau, sau đó thì mình đi siêu thị nha. Chủ yếu là đi siêu thị mà. Đi quê đâu biết siêu thị gì đâu. Đó, đi siêu thị. Sau khi siêu thị xong thì đi ăn buffet nướng. Quá như thịt bò luôn. Trong buffet có mì xào nè. Có khoai tây chiên nè. Ếch chiên giòn, ếch chiên giòn ở dưới quê nhóc. Rồi tới xúc xích chiên nè, cũng vậy, không ngon gì đâu. Đó, đây hai là cô bé, hai cô bé này thì chắc hai cô bé này là ăn là hồi vốn nè. Sau khi ăn xong mình lại lên xe và đi về. Làm sao dừng làm em ru à. Đó. Ăn no là giờ nằm ngắm cảnh rồi tạm biệt Cần Thơ, về với lại ruộng đồng thôi. Nằm xe này khoảng hơn tiếng nha. Đó, khúc này đang chiêu đó. Ngắm Cần Thơ đồ, tận hưởng cảm giác phê pha. Làm xe nằm không có cảm giác say đâu mọi người. Đó, khúc này là say xe nè. Phút 90 đã bù giờ mà say xe nè. Mọi người thấy tốc độ xe chạy không? Khá là kinh khủng nha. Chiến thần bàn thờ. Vâng, chiến thần bàn thờ. Tốc độ chạy phải nói là kinh khủng nha. Mà xe này nó cũ, nó khá là sốc nha. Ui là trời, cảm giác thật là vô mót. Không gì có thể diễn tả được cái tốc độ nha. Quá phê luôn. Không biết có phải tới nhà đâu luôn mọi người. Quá là căng thẳng luôn. 49 phút ngồi xe. Cảm giác là sốc, không nói được luôn nha. Ra tới miệng xong thì thụt vô. Đó, cuối cùng cũng về tới nhà mọi người. Cảm giác xuống khỏi, thoát khỏi chiếc xe. Trời trời, quá vô mót luôn. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Bye bye.